Rồi, chào mừng anh chị trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh. Hôm nay là ngày 11 tháng 4, mình tiếp tục làm clip nhặt dã ướt hiện cầu ngang tỉnh Trà Vinh cho các bạn. Mình thì ngoài những cái video nhặt tình hình dã ướt hiện tại ở dưới huyện cầu ngang mình thì mình có rất là nhiều những cái video hướng dẫn cái quy trồng các loại nông sản ở dưới huyện cầu ngang tỉnh Trà Vinh. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía video để đạt những video mới nhất cập nhật đầu tiên. Về tình hình dã ướt thì mấy ngày nay ở hiện tại thì dã ướt ở dưới huyện cầu ngang tỉnh Trà Vinh của mình đang tăng rất là mạnh nha các bạn. Nguyên nhân tăng như này thì một phần là do các cửa khẩu đã được thông quan thì thương lái thu mua nhiều. Một phần thì ở dưới huyện Công An tỉnh Trà Vinh thì cái diện tích trồng ớt hiện tại bây giờ khá là ít nên là thương lái tới tận vườn đặt mua nên giá ớt tăng rất là cao nha. Hôm nay ngày 11 tháng 4 mình xin cập nhật tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Công An như sau. Cái giá ớt loại 1 là tơ hàng đẹp, hàng mới thu hoạch lần đầu tiên thì thương lái trả tới 45.000 đồng. Loại ớt thì bữa nay thương lái mình là 36.000 cái ớt loa ớt chợ thì bữa nay thương lái báo giá là được 20.000 một ký cho các bạn. Giá ớt này thay đổi liên tục theo ngày nên người nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video để mỗi lần mình có cái video giá cả thì mình sẽ tăng lên cho mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên luôn. Anh chị em nào có giá cả ở nơi khác thì mình cũng cứ comment ở phía dưới video để cho những người coi video sau cùng cảm thấy để cho mình buôn bán cho nó đúng. Với tình hình ớt như này hiện tại ở dưới mình nhà nào mà đang trồng thu hoạch lứa đầu tiên hoặc là lứa thứ hai thì hiện tại là giá khá là tốt, mọi người thu hoạch rất là vui. Hy vọng là thời gian sắp tới thì giá cả vẫn giữ như này để cho bà con bớt cực hơn. Mình xin cập nhật lại nha, tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang ngày 11 tháng 4, giá ớt tơ loại 1 hàng đẹp hai đầu tiên thì bữa nay được 45, giá loại 2 này được 6.000 một ký và loại 3 là cái loại mà hàng lạt đó thì bữa nay nó trả giá được 20.000 một ký nữa các bạn. Giá này thu mua tại ruộng luôn nha. Nên là mọi người ai mà có quan tâm dã ớt tình hình trồng cây huyện Cầu Ngang thì mọi người có thể đăng ký kênh YouTube ạ. Mình có trong kênh của mình có rất là nhiều những cái video hướng dẫn cụ thể mọi người có thể tham khảo. Trong quá trình coi thì ai có vấn đề gì thắc mắc thì mọi người cũng cứ comment hoặc là nhắn tin trực tiếp ở phía dưới video ạ. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp hoặc là có những cái chia sẻ kinh nghiệm hay về cái trồng các loại cây thì mọi người cứ comment ở phía dưới để cho mình học tập và tham khảo. Ở ngoài cập nhật tình hình ớt thì còn rất là nhiều những cái video khác trong kênh nhé, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông đó, để mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người cập nhật đầu tiên nào. Mình xin nhắc lại tình hình giá ớt ngày 11 tháng 4 tại huyện Cầu Ngang như sau. Giá ớt tơ một hàng đẹp hàng xuất khẩu được 45.000 một ký các bạn. Giá ớt loại 2 được 36.000 một ký và giá ớt loại 3 thì giá ớt hàng dạt thì bữa nay được 20.000 một ký các bạn. Mình nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nào. Rồi, xin chào video ngày mai.